Anh Nguyễn chào bác nhé. Bây giờ anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến thầy các bác một bộ câu hình nghe nhạc và hát karaoke tổng trị giá là 62 triệu 400. Thì bộ hát này anh Nguyễn dùng một đôi loa JBL có model là 938, loa Mỹ Lloyd, bass 50, trung 25 và tép kèn. Và anh Nguyễn sử dụng một quả súp 50 có model là 918, đồng bộ đầu 9 cũng là Mỹ Lloyd, bass 50. Thì trong cái bộ câu hình này là anh Nguyễn ghép như sau. Thứ nhất là một bộ mixer X3 dòng mix huyền thoại hát cực hay, một chiếc lưng tiếng, một quản lý nguồn, một vang số X6 và một cú đẩy sâu tốp Mỹ 1204, tức là đẩy Mỹ, loa Mỹ, là anh Nguyễn đồng bộ với Mỹ. Còn những thiết bị này là không phải ở Mỹ. Bác nghe cái chất âm nó như nào và em mời các bác đeo tai phone và thưởng thức cái độ led, độ trong và độ sáng cũng như độ mềm, độ lực của đôi loa Mỹ kết hợp với một quả súp Mỹ, nó sẽ ở đẳng cấp như nào. Bộ hát này có trị giá là 62 triệu 400 bác nhé. Mua rời em ăn rời, mua cả em ăn cả. Bên ngoài luôn nhá. Đây mấy cái đẹp này. Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đào, nhưng buổi tan trường hay tìm nhau xây mơ ước ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiên tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá, say sưa trao nhau kỷ niệm buồn vui ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Cành hoa trắng thiên tha tôi
bản nhạc tiếng bát của loa Mỹ, đánh rất là êm, rất là lực và rất là ấm tiếng, không có đuôi, đánh phát hết ngay, tức là nhả âm ra phát là gọn gàng luôn, rất là rung chuyển. Các bác là trải nghiệm thực tế thì có lẽ là không có gì để nói. Thế nếp đánh lẩy đến sáng, rung rất là ngọt và rõ ràng, cái bát đánh ấm đều tấp nắp ba giải, đó là đẳng cấp của loa Mỹ. VIP siêu VIP, anh mới sử dụng những thiết bị có thể nói đẳng cấp, cụ đẩy Mỹ, kết hợp loa Mỹ và kết hợp với sự setup một cách thành công của anh Nguyễn sẽ tạo cái việc các bạn một cảm giác cực kỳ hay khi nghe nhạc và nghe hát karaoke bay nhẹ.